Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn website camera quay lén 360.vn các bạn nhé. Và hiện tại ở đây công ty mình đang dùng ba cái số hotline chính là 0969 920838, 0906 201256 và 0962 085919 các bạn nhé. Thì các bạn kết bạn thì lưu ý giúp mình là ưu tiên kết bạn với mình qua hai cái số 256 và 919, bởi vì cái số 838 là đang có rất là nhiều khách hàng đang kết bạn rồi. Nhiều lúc nó đầy bạn bè thì các bạn sẽ không kết bạn được, thì vui lòng kết bạn với mình qua hai cái số điện thoại ở dưới là kết bạn Zalo các bạn nhé, còn gọi điện trực tiếp là alo ba số này số nào cũng được hết các bạn nhé. Và hôm nay là mình làm cái clip này, thì với cái clip này về cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo 4K thì gần một năm rồi nó mới về hàng các bạn nhé, cũng như là cái sản phẩm này là đã cập nhật update phần mềm mới đấy. Các bạn chú ý giúp mình nhé, là bên công ty mình là có sản phẩm mới về, sản phẩm như thế nào là bên mình là quảng cáo lên cho các bạn luôn các bạn nhé. Và cụ thể là trong cái clip này chính là mẫu cúc áo 4K, thì rất là nhiều khách hàng quan tâm tới cái dòng sản phẩm này, nhưng mà gần một năm rồi thì là bây giờ nó mới ra, cũng như là đã đổi mới phần mềm mới, là đã xem được từ xa rồi, thì là hôm nay là vừa mới nhập được về thôi, hàng mới kính con luôn các bạn nhé. Là mình làm cái clip này là mình muốn giới thiệu đến các bạn về phần mềm mới này luôn, cũng như là giúp cho các bạn hoàn toàn có thể là mua hàng của bên công ty mình về, là xem qua cái video này là biết cách sử dụng, bởi vì nó đã sử dụng những cái giao diện mới các bạn nhé. Cụ thể đây chính là chiếc cúc áo 4K wifi xem từ xa, đây là cái vỏ hộp của nó các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ mở cái lắp hộp này ra, và khi các bạn nhận hàng là các bạn cũng nhận được y hệt như mình quảng cáo như thế này ở đây các bạn nhé. Đấy, mình sẽ mở ra, đầu tiên là các bạn sẽ nhận được một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Cái phần mềm mới của nó ở đây này, các bạn chú ý giúp mình nhé, phần mềm mới của nó đây là phần mềm Home EIE các bạn nhé. Đấy, Home, phần mềm Home EIE chính là cái phần mềm mới, không phải là HD Minicam mà cũng chả phải là HD Wi-Fi Cam Pro, mà chính là phần mềm Home EIE. Và ở đây là khi các bạn mua hàng là bên mình sẽ có 6 cái bước này do chính mình viết ra các bạn nhé. Đấy, do bản thân mình là đúc kết trong quá trình sử dụng ấy, là có như thế nào là mình là chia sẻ hết cho các bạn luôn, gồm từ bước 1 đến bước tải phần mềm, đến khi các bạn là kết nối xem từ xa là xem ok hết ở đây, gồm 6 bước là ai mua về cứ xem qua cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này là ai cũng có thể là cài đặt được, ai cũng có thể là xem qua làm được một cách thành thục, cũng như là đạt hiệu quả cao nhất trong công việc các bạn nhé. Đầu tiên là giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt này, bên mình đã Việt hóa ra rồi, bởi vì rất là nhiều lứa tuổi thích mua cái dòng sản phẩm này nên có giấy hướng dẫn sử dụng tiếng Việt để cho các bạn là xem dễ dàng hơn, hiểu hơn các bạn nhé. Đấy, nhân vật chính mà mình muốn nhắc đến ở đây chính là chiếc cúc áo 4K các bạn nhé. Đây là đựng trong là một cái túi bóng, đây là nguyên đai nguyên kiện hết các bạn nhé. Đây là một cái tem thẻ, cái tem bảo hành của bên công ty mình các bạn nhé. Đây là cái cúc áo này, và ở đây này các bạn hoàn toàn có thể là kẹp được qua những cái vật nhỏ các bạn nhé, như là lấy cái thước này các bạn nhé, lấy cái thước kẹp qua đây đấy, các bạn kẹp lên giấy hay là kẹp lên những cái mỏng mỏng như thế này đấy, các bạn nhìn chú ý giúp mình nhé. Đấy là cách ngụy trang cũng như là cách kẹp đấy, các bạn nhìn đây, đây cái kẹp lên này, các bạn hoàn toàn đây là kẹp lên như thế này thôi, là các bạn hoàn toàn có thể là xem được từ xa, không giới hạn khoảng cách. Cái dòng sản phẩm này cực kỳ là hay luôn, nó cực kỳ là nhỏ gọn các bạn nhé. Đây là nhân vật chính này, khi mua hàng là sẽ được tặng kèm một thẻ nhớ chính hãng là 128GB của bên mình các bạn nhé, thẻ 128GB thẻ chính hãng của bên mình. Với cái thẻ 128GB này là các bạn hoàn toàn có thể là lưu trữ hình ảnh liên tục được gần nửa tháng luôn các bạn nhé. Và bây giờ tiếp tới là kiểm tra cũng như là xem phụ kiện kèm theo thì bao gồm những cái gì. Đầu tiên ở đây sẽ là một dây cáp sạc chân Samsung các bạn nhé. Đây, tiếp tới đây chính là một cục pin các bạn nhé. Cục pin ở đây, với cái dòng sản phẩm này cắm cục pin này là sẽ sử dụng được tầm 10 tiếng liên tục các bạn nhé. Đây là cục pin dự phòng cho chiếc camera này. Ở đây là sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh các bạn nhé. Tiếng Anh thì các bạn xem sẽ là không hiểu đâu, nên các bạn là cứ xem qua cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này của mình bằng tiếng Việt là ok, ai cũng sử dụng được hết, ai cũng cài đặt được hết các bạn nhé. Và ở đây là trước khi đi tìm hiểu kỹ hơn chức năng của dòng sản phẩm cúc áo 4K này, là mình đã tổng hợp tất cả các chức năng của nó rồi, để các bạn hoàn toàn có thể là xem đến đây là biết là mẫu này là có phù hợp với mình hay không, mẫu này là bên công ty mình quảng cáo là có là đúng cái yêu cầu, đúng cái tính chất cũng như là đúng cái mục đích của các bạn hay không các bạn nhé. Ở đây mình ghi rất là rõ ràng rồi, chú ý giúp mình nhé, cúc áo 4K này là bên mình là phân phối độc quyền, cũng như là hàng mới về là mình quay video luôn, là bây giờ nó phải sử dụng phần mềm mới Home EIE đấy mới dùng được, còn tất cả những phần mềm cũ ấy là không dùng được nữa. Nên các bạn chú ý giúp mình thứ nhất nha các bạn nhé, là camera cúc áo 4K giống y hệt như một cúc áo thông thường các bạn nhé. Đây các bạn dựng ngụy trang mà chỉ cần hở đúng cái mắt này ra là ok các bạn nhé. Tiếp tới ở đây là độ phân giải 4K siêu LED, soi được những cái chi tiết nhỏ rõ ràng sắc nét.
xem từ xa cái này mới là cái quan trọng này các bạn nhé. Đấy mà vì sao mà gần một năm rồi bây giờ nó mới về này. Xem từ xa không giới hạn khoảng cách, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần điện thoại có 3G, 4G wifi. Có nghĩa là khi các bạn mua cái cam này về, các bạn nhé, các bạn đặt ở nhà các bạn chẳng hạn, thì điện thoại này của các bạn là có 3G, 4G wifi, là các bạn đi mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc là đều xem ok được hết các bạn nhé. Đấy là chức năng xem từ xa rất là hay. Tiếp tới là hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 128GB, là mua hàng là bên mình được tặng kèm cho các bạn là thẻ 128GB chính hãng, bảo hành cho các bạn 5 năm luôn các bạn nhé. Ở đây này, dung lượng pin được 10 tiếng, ngoài ra có thể cắm sạc trực tiếp để sử dụng 24 trên 24, tức là tích pin ở đây các thứ là các bạn cắm mà dùng được 10 tiếng, còn ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể là cắm sạc trực tiếp vào đây các bạn nhé. Đây, cắm sạc trực tiếp vào đây. Còn cái đầu này các bạn cắm trực tiếp vào củ sạc điện thoại các bạn nhé, để các bạn sử dụng 24 trên 24 luôn. Đấy, xem rất là mượt mà, cũng như là dung lượng pin thay một cái cam hành trình quay xuyên suốt luôn các bạn nhé. Góc quay là 150 độ cực kỳ là rộng, giúp các bạn hoàn toàn có thể là bao quát những cảnh rộng nhất này. Khi quay thì có cả hình cả tiếng rõ ràng này, mà khi các bạn quay làm một bằng chứng này, quay giúp việc, quay nhân viên là phải có cả hình cả tiếng lời nói mới thuyết phục được các bạn nhé. Đặc biệt là phần mềm mới này là xem cực kỳ ổn định và rất là mượt màng và không có độ trễ các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình bán đi là đều bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng một năm các bạn nhé. Đây, các bạn xem qua tất cả các chức năng của máy này để xem là mẫu này có phù hợp với các bạn hay không. Đấy, nên bên mình là bán hàng mới là mình mới quay thôi, còn những loại cũ, những cái loại không dùng được hay những cái chỗ khác người ta vẫn bán cho các bạn, thì các bạn chú ý giúp mình nhé là đăng ký kênh YouTube Đang Phát để là người đầu tiên nhận những cái video mới nhất, sản phẩm mới nhất của bên công ty mình các bạn nhé. Và đây là giới thiệu thôi, còn bây giờ quan trọng nhất là cách sử dụng. Anh nói thì là nói là như vậy đấy, nhưng mà quan trọng là bây giờ là phải sử dụng như thế nào. Tính chất anh nói như vậy là trong này là có đúng hay không thì các bạn phải xem hết cái video này để mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Đây là mình sẽ để gọn những cái phụ kiện này, để gọn những cái phụ kiện này sang bên rìa cho đỡ vướng các bạn nhé. Đây mình sẽ để gọn sang đây, sang bên rìa cho đỡ vướng này. Đấy, và quay lại trở lại với nhân vật chính ở đây các bạn nhé. Nhân vật chính ở đây thì mình sẽ là giới thiệu qua cho các bạn những cái nút ở trên sản phẩm này. Thứ nhất đây là khe cắm thẻ nhớ này. Thứ hai ở đây là bên này chính là công tắc bật tắt nguồn này các bạn nhé. Đây ở trên này là lỗ báo đèn cũng như là cái móc đây các bạn nhé, cái dây này, dây móc ở đây. Còn ở đây chính là cái lỗ reset. Reset ở đây có nghĩa là khi máy bị treo máy, đơ máy, đứng máy là các bạn hoàn toàn có thể là reset thông qua việc là lấy cây tăm nhấn vào đây giữ chết, đến khi nào đèn tắt đi là reset, là trở lại trạng thái bình thường là ok hết các bạn nhé. Việc đầu tiên là các bạn gạt công tắc lên trên này, gạt công tắc lên trên, đồng thời các bạn nhìn nhá, cái đèn ở đây đấy, đèn ở đây là đèn xanh này đấy, các bạn thấy không, đèn xanh đèn đỏ là sáng lên, nó rất là kín, nó tối ở trong này nên các bạn là phải là nghiêng tay các bạn mới nhìn được này. Đấy, các bạn thấy không, đấy, đèn xanh đèn đỏ sáng lên có nghĩa là thiết bị này đã bắt đầu hoạt động được các bạn nhé. Và bây giờ đây mình sẽ lấy cái thẻ nhớ này ra các bạn nhé. Đây mình sẽ lấy cái thẻ nhớ này ra đấy các bạn nhé, bóc hàng, nhận hàng, bóc hàng đấy, có đủ phụ kiện mới nhận hàng các bạn nhé. Đây là mình lấy cái thẻ nhớ ra, thẻ kính cong luôn các bạn nhé, mới cứng hết luôn, để mình test cho các bạn luôn này. Đây, thẻ nhớ ra, các bạn cắm thẻ nhớ này, chú ý giúp mình cái chiều cắm thẻ nhớ luôn nhé, không phải là ai cũng biết cắm đâu, các bạn cứ ấn thật lực vào đôi khi nó lại gãy lẫy cũng như là hỏng thẻ là không được. Các bạn chú ý giúp mình là thẻ nhớ nó sẽ có hai chiều này, chiều mặt chữ và chiều mặt đồng. Các bạn hướng chiều mặt đồng xuống dưới cũng như là chiều mặt đồng hướng về cái phần mắt cam, còn cái chiều mặt chữ là hướng về phần lưng cam các bạn nhé. Đây, các bạn cắm vào này, đấy, các bạn cắm vào ở đây, các bạn ấn xuống đấy là kêu tách và giữ thẻ nhớ ở đây là ok các bạn nhé, là bước đầu tiên. Bước thứ hai, do nó thao tác nó giám sát trên điện thoại, nên bước thứ hai là các bạn phải chuẩn bị giúp mình một cái điện thoại smartphone thông minh như thế này các bạn nhé. Đây là mình giới thiệu trên iPhone, còn những ai mà sử dụng Samsung thì cài đặt như vậy, Samsung, Huawei, Oppo là đều ok hết các bạn nhé. iPhone thì vào App Store, còn Samsung thì vào CS. Và đây các bạn vào cửa hàng App Store, các bạn tải phần mềm này, Home này, H này, OME này, E hoa này, E hoa các bạn nhé, E hoa này, IE này, đấy các bạn ấn tìm này, đấy ở đây nó ra cái phần mềm này, Home, E hoa, IE, đấy, viết đúng về E hoa các bạn nhé. Đấy, đây là mình đã tải rồi, thì những bạn nào chưa tải thì tải về giúp mình, và sau khi tải về rồi thì sẽ có biểu tượng như thế này, Home, E hoa, IE. Đấy, mình nói rất là chậm thôi, rất là kỹ, bởi vì nhiều bạn ấy hoặc là nhiều bác là tiếp thu về công nghệ nó chậm ấy, nên mình vẫn phải hướng dẫn kỹ các bạn nhé. Còn những bạn nào biết rồi thì mình có thể là tua xem qua là đều ok hết. Đấy là bước 1 là bật cam, bước 2 là tải phần mềm, bước thứ 3 là bạn vào phần tìm wifi của điện thoại các bạn nhé, vào phần cài đặt này, vào phần tìm wifi của điện thoại này, cứ làm đúng bước giúp mình các bạn nhé, đúng bước giúp mình này. Ở đây cái cam này nó sẽ phát ra một cái mã wifi là AES
một cái mã rất là dài mà không có mật khẩu. Đây thì các bạn sẽ phải là kết nối với cái mã wifi của nó là bước thứ ba. Chú ý giúp mình là làm những cái cam siêu nhỏ này là mình phải thật bình tĩnh đấy, là mình làm đúng bước chứ mình không được bỏ bước. Nhiều người nhá là bật cam lên tải phần mềm vào luôn chả kết nối với mạng wifi của nó thì làm sao mà các bạn xem được, nên chú ý giúp mình nhá, làm cam này là phải đúng bước, là phải đủ bước thì các bạn mới xem được các bạn nhá. Đấy, sau khi đã kết nối ở đây xong rồi thì các bạn thoát hẳn ra phần mềm, các bạn vào lại các bạn nhé, vào lại phần mềm Home EIE đây là bước thứ ba các bạn nhé. Đấy, mới tải về là các bạn ok giúp mình này, cho phép này, cho phép này, cho phép khi dùng ứng dụng này. Đấy các bạn nhé, sau khi đây ở trên này các bạn để ý trên này do ở đây vẫn là có LTE đây, mình tắt 4G đi, tắt 4G đi, đợi phải khi nào nó kết nối ở trên này này. Các bạn chú ý giúp mình nhé, nó kết nối ở trên này cái biểu tượng wifi này, đây nó mới nhận thôi nhưng mà nó phải có cái biểu tượng wifi như thế này này thì là mới được các bạn nhé. Đấy, sau khi kết nối wifi mạng như thế thì các bạn mới vào lại phần mềm này. Đấy, vào lại phần mềm các bạn về thấy chưa, sau khi có cái biểu tượng wifi lập tức ở trên nó sẽ tạo một cái ô này luôn các bạn nhé, tạo một cái ô này vào luôn. Bây giờ những bạn nào muốn xem thì mình chấm thẳng vào đây, nó hiển thị chữ online các bạn nhìn thấy không, online đây, muốn xem thì chấm thẳng vào đây này. Đấy, các bạn chấm thẳng vào đây, đấy các bạn thấy không, đấy hình ảnh thì là ngon nghẻ luôn các bạn nhé. Đây là các bạn hoàn toàn có thể là tính lên Supad, nên là lên 4K các bạn nhé. Supad cái phần mềm mới này là độ phân giải tăng lên Supad luôn là 4K các bạn nhé. Đây độ phân giải ở đây sẽ có, mình sẽ giải thích kỹ những cái thông số ở đây cho các bạn trước các bạn nhé, bởi vì một cái video này mình sẽ chia ra làm hai video hướng dẫn chi tiết cài đặt lưu thẻ nhớ, cài đặt xem từ xa này vào như thế nào, cụ thể ra làm sao đầy đủ hết cho các bạn hết các bạn nhé. Sau khi đã xem được như này rồi rất là nét rồi, lên 4K rồi các bạn nhé. Đây kể cả đọc được cả chữ đây các bạn nhé, đấy hình ảnh đây siêu nét luôn các bạn nhé, đấy cực kỳ là rõ ràng và sắc nét. Chú ý giúp mình này, ngày giờ là đúng với ngày giờ hiện tại luôn các bạn nhé. Đấy, ngày giờ là phải đúng với ngày giờ hiện tại này thì là mới được này. Ở đây mình sẽ giải thích những cái thông số ở đây. Ở đây là chuyển màn hình này. Các bạn nhìn nhá, chuyển màn hình này. Trên xuống dưới này, dưới xuống trên này. Trái qua phải này, phải qua trái này là hai cái đây các bạn nhá. Tiếp tới đây là chế độ bật hồng ngoại các bạn nhá. Ở trên này là có cái biểu tượng là Interclose, có nghĩa là tắt hồng ngoại này, Interopen là bật hồng ngoại này. Bật hồng ngoại này Interopen đấy là trở về trạng thái màu đen trắng. Đấy các bạn nhá, còn những bạn nào mà để auto có nghĩa là tối nó sẽ tự động bật và ngày nó sẽ tự động tắt các bạn nhé. Còn đây là mình tắt đi là để cho các bạn nhìn thấy màu mè ngon lành đẹp luôn các bạn nhé. Ở đây là độ phân giải này, các bạn chọn lên Supad là độ phân giải 4K, đây là HD Full HD các bạn nhé. Đấy là xong. Còn ở đây là những bạn nào mà mình đang xem ở cái góc màn hình như này, những bạn nào mà muốn xem to màn hình ra thì ấn lên Full ở đây là to màn hình ra luôn. Đấy, tiếng này, alo alo alo, đấy siêu nét luôn các bạn nhé. Đấy mình sẽ cho về màn hình bé này. Đấy là những cái chức năng xem. Còn những bây giờ những bạn nào, đây mình tắt loa đi, những bạn nào muốn chụp hình này thì ấn vào chữ ở đây nhé các bạn nhé, Photography đây. Đấy là chụp hình này, một bức này. Chụp hình một bức có tiếng Anh đây nhá. Chụp hình một bức này là Photography. Còn những bạn nào muốn quay video thì mình lại ấn tiếng lên, mình ấn video. Xin chào tất cả các bạn đã đến với công ty thiết bị điện tử Nghe Nhìn. Website đấy, ba số điện thoại ở đây. Đấy 0969920838 này, 0906201256 và 0962085919 các bạn nhé. Đây muốn lưu lại cái đoạn này, mình ấn vào đây. Đấy lưu lại, ấn vào đây. Đấy các bạn nhé. Còn bây giờ những bạn nào muốn xem lại thì làm như thế nào thì các bạn back này ra giúp mình này. Back này ra rồi ấn xua. Đấy, sau khi mà mình đã quay được rồi là như vậy rồi, nhưng mà quan trọng là xem như thế nào và xem ở đâu thì các bạn chú ý giúp mình này. Các bạn ấn vào biểu tượng hình máy ảnh đây các bạn nhé, máy ảnh ở dưới này. Đấy ở đây nó sẽ có những cái hình ảnh như là video này. Đây mình đang ở photo này các bạn nhé. Photo là hình ảnh đây. Các bạn nhìn siêu nét luôn các bạn nhé. Đấy photo là hình ảnh là siêu nét luôn. Zoom to zoom bé không hề vỡ ảnh các bạn nhé. Đấy tiếp tới đây là các bạn nào muốn xem video thì ấn vào đây. Video luôn các bạn nhé. Tiếng chuẩn chỉ luôn. 3 số điện thoại đây. Đấy 0969920838 này, 0906201256 và 0962085919 các bạn nhé. Đấy, lưu lại cái đoạn. Tiếng tiếc là ok đầy đủ hết cho các bạn luôn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ là quay trở lại luôn, quay trở lại cái phần xem trực tiếp đây. Còn quan trọng bây giờ là phần cài đặt xem từ xa như thế nào này và cài đặt lưu nhỉ, thẻ nhớ là như thế nào các bạn nhé. Thì các bạn ấn vào chữ setting cái biểu tượng hình bánh răng ở đây này. Đấy các bạn nhé, đây này. Các bạn quách back ra này. Đây mình vừa xong, mình ấn vào tay vào đây các bạn nhé. Các bạn vào hình setting này, biểu tượng setting ở đây, sau khi ấn vào mục setting nó sẽ chuyển ra rất là nhiều mục như là cài đặt wifi xem từ xa này, cài đặt mật khẩu password này, đấy, cài đặt mật khẩu password, cài đặt time thời gian này các bạn nhé. Đây múi giờ cộng 7 cộng 8 này, ngày giờ này, 23 giờ này, 00 phút và 01 giây này, ngày đây 16 tháng 9 2020 đây các bạn nhé, là chuẩn chỉ luôn này.
Đấy, ở đây là alarm setting là cảnh báo khi có người ra người vào chuyển động cảnh báo này, và cài đặt lưu thẻ nhớ này các bạn nhé. Và cài đặt lưu thẻ nhớ ở đây nó rất là hay các bạn nhé. Đây mình cắm cái thẻ 128 GB, mình sẽ giải thích những cái thông số ở đây này. Các bạn xóa số 5 này đi chẳng hạn các bạn nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy mờ mờ ở trong là range từ 5 đến 30. Ví dụ mình 30 chẳng hạn, có nghĩa là cứ quay được 30 phút lưu lại thành một video, cứ quay thành 30 phút lưu lại thành một video để lưu lại cho các bạn, để các bạn về xem lại các bạn nhé. Sau khi ấn vào xong thì các bạn không được ấn vào đây. Đây là SD format, có nghĩa là xóa hết, mà các bạn phải đi cái góc trên cùng này là chữ Save. Save ở đây có nghĩa là cứ 30 phút là lưu lại thành một video, 30 phút lưu lại một video để các bạn xem lại, có nghĩa là thoát ra màn hình như thế này là cứ 30 phút lưu một video lưu lại các bạn nhé. Cứ 30 phút lưu thành một video lưu lại để về xem lại luôn các bạn nhé. Đấy, và là cái mục là xem chụp ảnh cũng như là lưu vào thẻ nhớ các bạn nhé. Còn những cái video mà cài đặt lưu và xem từ xa như thế nào ấy thì các bạn vẫn vào hình bánh răng đây. Đoạn mà mục wifi setting để các bạn kết nối với những cái mạng wifi nhà các bạn ở đây thì mình sẽ để ở cái video sau các bạn nhé. Thì những bạn nào quan tâm với cái dòng sản phẩm camera cúc áo 4K này thì các bạn nhanh tay alo trực tiếp với mình qua ba cái số hotline ở đây là 838 256 và 919. Vui lòng kết bạn trực tiếp giúp mình qua hai cái số 256 và 919, bởi vì số 838 đã quá nhiều người kết bạn, nhiều lúc đầy bạn bè các bạn không kết bạn được các bạn nhé. Ngoài ra bên mình còn bán rất là nhiều những cái mẫu mã sản phẩm, dòng sản phẩm khác nữa, và rất là nhiều ưu đãi dành cho các bạn. Thì những bạn nào mà đang xem video này thì hãy đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video sớm nhất từ bên công ty mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.